mà bỗng nhiên cứ xa lạ. Một câu thôi cũng đủ khiến cho anh ít suy sôi. Chẳng hiểu là anh đã sai điều gì, hay chẳng là do vô ý khiến cho tình ta trở nên vô nghĩa, không muốn sẻ chia. Nhiều khi nghĩ giờ này có lẽ người dành nhớ thương nơi ai rồi, mà giờ đây em chẳng muốn cho đôi ta cơ hội. Thời gian của em có thiếu hay thừa cũng không dành cho anh nữa. Nếu như cả hai chẳng thể đi tiếp, anh sẽ buông tay.